Phương tiện. Bấy giờ trong thành Tỳ Gia Ly có vị trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Trưởng giả Duy Ma Cật là người đã từng tôn trọng, tán thán, cúng dường chư Phật thường xuyên liên tục trong cuộc sống. Gốc rễ lành trồng sâu, cho nên ông đã được vô sanh pháp nhẫn. Trong hàng Bồ Tát, Duy Ma Cật là vị Bồ Tát biện tài vô ngại, du hí thần thông, hàng phục các ma, được vô sở quý, thể nhập sâu sắc các pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, biết rõ tâm tưởng của chúng sanh, phân biệt độn căn, lợi căn của đối tượng. Ngài ở trong Phật đạo từ lâu, đã thuần thục thâm tín pháp liễu nghĩa thầm thâm. Việc làm vững chãi, suy nghĩ chính chắn, trụ oai nghi Phật, tâm lớn như biển, chư Phật ngợi khen, hàng người trời cung kính. Vì muốn độ người, Bồ Tát Duy Ma Cật phương tiện ở thành Tỳ Gia Ly. Để cảm hóa người nghèo, Bồ Tát Duy Ma Cật bố thí nhiều của cải. Để cảm hóa người phạm giới, Ngài trì giới thanh tịnh. Để cảm hóa người nóng nảy, người biểu lộ hạnh kiên nhẫn, ôn hòa. Để độ người giải đãi, người thực hành tinh tấn. Để cảm hóa người tán loạn tâm, người thiền định nhất tâm. Để cảm hóa người vô trí, người hướng dẫn phát huy trí tuệ. Dù Ngài là bạch y mà phụng trì luật hạnh của sa môn, ở tại gia mà không lưu luyến tam giới, có vợ con mà thường tu phạm hạnh, có quyến thuộc mà thường thích viễn ly, phục sức đồ quý mà lòng không tham đắm ái nhiễm, ăn uống như thế gian mà vui bằng cái vui của thiền định, tham gia sòng bạc cốt yếu để độ người, tuy thuận ngoại đạo mà chánh tín không lung lạc, đến thanh lâu để chỉ rõ cho mọi người tai họa của ái dục, đọc hiểu suốt sắp vở thế gian mà thường vui với giáo pháp Phật, nhằm cảm hóa mọi người mà giữ gìn chánh pháp. Kinh doanh được tiền của nhưng chẳng lấy đó làm vui, dạo chơi khắp phố phường để làm điều lợi ích cho nhân quần xã hội, tham gia trị chánh nhằm để góp phần truyền bá đạo đức thánh thiện cho mọi người, tham dự các diễn đàn hội thảo, cốt lèo lái hướng dẫn mọi người đi vào đường Phật đạo, vào học đường nhằm để dẫn dắt tuổi trẻ thanh niên, vào quán rượu như mọi người nhằm nêu tấm gương nghị lực tự chủ. Ở cương vị trưởng giả, Bồ Tát Duy Ma Cật gương mẫu trong hàng trưởng giả, vì họ mà nói chánh pháp. Ở trong cư sĩ, gương mẫu trong hàng cư sĩ, dứt hết các tham nhiễm tầm thường. Ở trong dòng sát đế ly, gương mẫu trong hàng sát đế lỵ, để dạy họ về đức nhẫn nhục. Ở trong dòng Bà La Môn, gương mẫu trong hàng Bà La Môn, nhằm dạy trừ bỏ tánh ngã mạn. Ở trong nội chính đại thần, gương mẫu trong hàng đại thần, nhằm dạy họ học chánh pháp. Ở trong hàng vương tử, gương mẫu trong hàng vương tử, để dạy họ về đạo lý hiếu trung. Ở trong nội quan, gương mẫu trong hàng hoạn quan, để dạy các cung tần về chánh tâm chánh hạnh. Ở trong thứ dân, gương mẫu trong hàng thứ dân, để hướng dẫn họ làm điều chánh thiện. Ở trong cương vị hậu thế thì gương mẫu trong hàng hậu thế, nhằm hướng dẫn người dân đi vào con đường lạc nghiệp an cư. Trưởng giả Duy Ma Cật vận dụng vô số phương tiện để đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Và hôm nay trưởng giả lại hiện thân có bệnh. Nghe trưởng giả Duy Ma Cật bị bệnh, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, Bà La Môn và các thân thuộc rất đông lần lượt đến tinh thất của trưởng giả để vấn an. Nhân cơ hội có nhiều người đến thăm bệnh, trưởng giả Duy Ma Cật thừa cơ thuyết chánh pháp. Thưa chư nhân giả, thân này vô thường,
không mạnh, không bền chắc. Nó là cái thứ mau mục nát, dễ rượu rã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khói chứa nhóm các khổ đau, buồn phiền và nhiều bệnh tật. Thưa chư nhân giả, người trí không tin cậy ở thân, nó như bọt nước, không thể cầm nắm, như bong bóng không đồn tồn tại được lâu, như bóng nắng do khát ái mà thấy có. Thân này như cây chuối do nhiều bè hợp lại thành cây, trong đó không có cái nào rắn chắc. Thân này như huyễn từ điên đảo khởi sanh, thân này như mộng do vọng kiến thật chẳng có gì. Thân này như ảnh do nghiệp duyên hiện, thân này như tiếng vang do nhân duyên mà có. Thân này như mây nổi phút chốc tan mất, thân này như tia chớp niệm niệm không ngừng. Thân này vô chủ ví như đất, thân này vô ngã ví như lửa, thân này vô thọ ví như gió, thân này vô nhân ví như nước, thân này không thật vì là sự tổ hợp của thất đại, thân này vốn không vì không có ngã, ngã sở hữu. Thân này vô trí như cỏ cây, ngói gạch, thân này vô tác giả do sức gió nghiệp chuyển sanh. Thân này bất tịnh đầy nhảy uế trượt xấu xa, thân này tạm bợ rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng chung quy cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này là tai họa chứa nhóm 101 bệnh khổ sầu đau, thân này như ao giếng trên đất gò, bao nhiêu thứ bệnh bức hoặc thường xuyên. Thân này không cố định vì không biết sẽ chết lúc nào. Thân này như rắn độc, như giặc thù, như hội tụ hư không, do ngũ âm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới gá hợp mà thành. Thưa chư nhân giả, phải sanh tâm khinh rẻ cái thân này, nên sanh tâm ham mến thân Phật, vì thân Phật là Pháp thân. Thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sanh, từ giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến sanh, từ từ bi hỷ xả sanh, từ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ sanh, từ phương tiện sanh, từ lục thông sanh, từ tam minh sanh, từ 37 phẩm trợ đạo sanh, từ chỉ quán sanh, từ thập lực tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp sanh, từ chỗ dứt hết tất cả các pháp bất thiện, chứa nhóm tất cả thiện nghiệp sanh, từ không phóng dật sanh, từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà sanh thân Như Lai. Thưa chư nhân giả, muốn được phân thật, muốn vứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sanh thì phải phát tâm vô thượng bồ đề. Trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh nói những pháp ứng cơ như thế khiến cho vô số người phát tâm vô thượng bồ đề. Trực chỉ đề cương, tạo cái cớ quy tụ đông người đến để thuyết pháp. Trưởng giả Duy Ma Cật không bệnh giả bệnh, đó là phương tiện về việc làm. Pháp được nói ở phẩm kinh này chưa đá động gì đến pháp liễu nghĩa, chỉ nói thuần pháp phương tiện. Qua thành tích, Bồ Tát Duy Ma Cật có gần đủ những đức tánh từ bi, trí tuệ, phương tiện biện bài. Chư Phật, Bồ Tát Duy Ma Cật ở giai cấp nào, gương mẫu trong giai cấp đó, có vậy chúng sanh mới nghe, mới tin, mới phục, thì lý tưởng và mục đích của Bồ Tát mới thành hiện thực và tồn tại ở trong lòng mọi người. Muốn bắt hầm phải vào thang cọp, muốn cảm hóa giới nào phải đồng sự với họ. Đó là thủ đoạn nhưng đem lại hiệu quả cao. Thực ra thủ đoạn và phương tiện là một, là thủ đoạn hay phương tiện, chỉ biết sau khi kết quả của việc làm cụ thể hình thành. Hướng dẫn tư tưởng cho đại chúng suy nghĩ về thân, xem thường thân vì sự mục bở, sự bất tịnh, sự không bền chắc. Khuyến khích mọi người hãy phát tâm hâm mộ Phật thân. Thân Phật là thân kim cang bất hoại, đó là phương tiện về tư tưởng trong sự nghiệp giáo hóa độ sanh. Thân vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh,
thân như mộng huyễn bào ảnh, như ba tiêu, như càn thác và thành. Cần phải yểm ly khinh rẽ nó, nhận thấy được các đức thường lạc ngã tịnh của hiện tượng vạn pháp, mới là người đích thực chứng ngộ chân lý nhất thừa Bồ Đề Đạo. Yểm ly thân này, ham cầu thân Phật, chưa phải là người để nhập tri kiến Phật của chính mình. Vì vậy, pháp mà Bồ Tát Duy Ma Cật sở thuyết ở phẩm kinh này chỉ là pháp phương tiện.